Với dòng sản phẩm máy đun cá công nghiệp 11kW 3 pha, mọi nguyên liệu như gà, cá nguyên con hay các loại tôm, cua, ốc đều có thể nghiền nhuyễn một cách nhanh chóng, thậm chí có thể tận dụng máy để ép nghiền đường ra cám viên với năng suất từ 1 đến 1,5 tấn trên 1 giờ. Trong video ngày hôm nay, 3 thùng xương và đầu cá thải loại do khách hàng thu mua trước đó đã được đem tới công ty Bình Minh để nghiền nhuyễn làm thức ăn chăn nuôi, chạy thử với dòng sản phẩm máy đun cá công nghiệp 11kW. Và xin kính mời quý vị hãy cùng đón xem diễn biến của buổi thử máy ngày hôm nay sẽ như thế nào nhé. Trước đó, khách hàng sau khi liên hệ với nhân viên bán hàng về nhu cầu của mình, được nhân viên tư vấn dòng sản phẩm máy đun cá công nghiệp 11kW phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Anh vẫn còn khá do dự và muốn tự mình kiểm nghiệm xem dòng sản phẩm của công ty có đúng thật là có thể xay nghiền nhuyễn hỗn hợp nguyên liệu mà khách hàng có hay không. Sau khi thống nhất, vào một ngày đầu tháng 11, khách hàng đã mang theo nguyên liệu của mình đến xưởng sản xuất để chạy thử với máy. Sau khi trao đổi, công ty đã chuẩn bị một chiếc máy đun cá công nghiệp 11kW đang được công ty Bình Minh sử dụng, tương tự như dòng sản phẩm khách hàng đặt mua để tiến hành xay nhuyễn nguyên liệu khách hàng yêu cầu. Để cơ sở chế biến thực phẩm, hải sản của mình có thể nâng cao thu nhập từ nguồn phụ phẩm dư thừa như cá vụn, gà, khách hàng đã tìm ra biện pháp đó chính là nghiền, làm thức ăn cho vật nuôi. Máy đun cá 11kW nghiền được đa dạng các loại nguyên liệu như là nghiền nhuyễn, cua, ốc, chai, hến, thậm chí nguyên con gà, vịt, cá mà không cần phải cắt nhỏ. Và theo yêu cầu của khách hàng, máy sẽ được thay mặt sàng nhỏ hơn là 6 ly để khách hàng có thể kiểm tra được thành phẩm xem có gì khác biệt hay không. Các nguyên liệu được nghiền nhuyễn thông qua hệ thống rửa xoắn và thoát ra khỏi mặt sàng. Độ to nhỏ của nguyên liệu phụ thuộc vào độ to nhỏ của mặt sàng khách hàng sử dụng. Như hiện tại trong máy đang lắp đặt mặt sàng 6 ly theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, quý vị có thể lựa chọn mặt sàng 12 ly hoặc là 10 ly. Được thiết kế bộ phận nạp nguyên liệu rộng, cửa nạp có kích thước lớn giúp người dùng chỉ cần thả vào là tự động rơi xuống khu vực bùng nghiền, không cần công cụ tác động hỗ trợ. Nhờ đó sẽ đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc. Và có 4 bánh xe cao su được lắp đặt trên khung máy sẽ giúp quý vị khách hàng dễ dàng di chuyển máy đến nơi làm việc cũng như bảo quản cất giữ. Với bộ phận trục nghiền mạnh mẽ giúp máy hoạt động bền bỉ hơn. Máy đun cá công nghiệp 11kW được chế tạo bằng thép cao cấp, đảm bảo chắc chắn độ bền cao không không cong vênh biến dạng trong quá trình sử dụng. Máy có thể nghiền nát nhuyễn xương gà, vịt, cá và cả phần vỏ cứng, phần thịt của các loại cua, ốc, đồng một cách đơn giản. Nguyên liệu nghiền nhỏ được sử dụng để ủ làm phân, làm thức ăn chăn nuôi giúp vật nuôi dễ tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng được tốt hơn. Và sau quá trình chạy thử máy với nguyên liệu chỉ định, thì các vị khách hàng đã rất là hài lòng về dòng sản phẩm. Và kỹ thuật viên sẽ bàn giao chiếc máy đun cá 11kW mới nguyên, giống như sản phẩm vừa thử xong cho khách hàng. Đến đây thì quá trình bàn giao đã đến hồi kết thúc. Nếu quý vị còn có điều gì thắc mắc về dòng sản phẩm này, quý vị có thể liên hệ theo số điện thoại hotline đang được hiển thị ở phía trên màn hình. Công ty Bình Minh sẽ nhanh chóng giải đáp cho quý vị mọi thắc mắc về dòng sản phẩm. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video thú vị tiếp theo.